của công dân được ghi nhận trong hiến pháp, đó là quyền lập hội, quyền biểu tình. Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. Quy định này thể hiện quan điểm của nhà nước ta luôn coi trọng, tôn trọng các quyền cơ bản của con người, cũng đồng thời nhấn mạnh rằng việc thực hiện các quyền này phải dựa trên các quy định của pháp luật. Đây cũng là quy định được đám rận chủ quan tâm một cách đặc biệt, thường xuyên lợi dụng để xuyên tạc các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, và lợi dụng để thực hiện các hành vi tụ tập gây rối, mất trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở nhiều địa bàn. Mới đây, vào ngày 28 tháng 9 năm 2017, chúng lại tiếp tục đưa ra bản tuyên bố về quyền tự do hội lập hội và quyền tự do biểu tình với những luận điệu hết sức xảo trá. Thứ nhất, ngay trong phần đầu của tuyên bố này, đám rận chủ đã xuyên tạc khi cho rằng quyền tự do lập hội, quyền biểu tình ở Việt Nam không được tôn trọng và bảo đảm thực hiện. Một sự xuyên tạc trắng trợn và ngu dốt. Bởi lẽ nếu không tôn trọng thì trong các hiến pháp đều có quy định đến các quyền này mà hiến pháp thể hiện ý chí của tập thể quần chúng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này ở Việt Nam được thực hiện theo trình tự nhất định, không thể tự do ấy quá không kiểm soát, mà ở đó phải theo một trình tự nhất định. Thứ hai, những kẻ đưa ra tuyên bố này cho rằng việc chậm đưa dự thảo luật biểu tình, lập hội là vi phạm nghiêm trọng, đổ lỗi này cho chính phủ và yêu cầu quốc hội và có chế tài áp đặt đối với chính phủ. Nhìn nhận về vấn đề này cho thấy, các quyền này có tính nhạy cảm rất cao, nó có thể ảnh hưởng đến an ninh quốc gia nếu không nghiên cứu một cách kỹ lưỡng khi luật được ban hành, sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến an ninh trật tự. Đồng thời đây là cơ hội để các thế lực chống phá lợi dụng thực hiện mưu đồ cách mạng đường phố giống như các nước ở Trung Đông, Bắc Phi thời gian qua. Vì vậy không thể vội vàng trong việc ban hành mà cần thời gian khảo sát, nghiên cứu thật thấu đáo là điều cần thiết. Thứ ba là tuyên bố này được thực hiện bởi chúng tôi, các tổ chức xã hội dân sự và người Việt sinh sống trong và ngoài nước cùng tuyên bố như sau. Tuyên bố trên cho thấy bản chất lươn lẹo của đám dân chủ, bởi đây là một chiêu trò PR của đám dân chủ cụi và chúng chỉ nhân danh cho phong trào dân chủ Việt, chứ không hề là ý kiến, quan điểm của toàn bộ người Việt. Những kẻ nhân danh cho các tổ chức xã hội dân sự, những kẻ có tên trong bản tuyên bố cho thấy rõ điều này. Điều đó là những cái tên quen thuộc với các hoạt động chống phá như Nguyễn Văn A, Nguyễn Kim Chi, Phạm Bá Hải, Chu Hảo. Mặt khác, bộ mặt thật của cái tuyên bố này thể hiện ở việc các tổ chức xã hội dân sự là thành tố không thể thiếu của một nhà nước pháp quyền hiện đại bên cạnh các tổ chức chính trị và cơ quan công quyền của quốc gia. Do vậy, nhà nước cần phải thay đổi nhận thức, từ bỏ thái độ nghi ngờ và kỳ thị đối với các tổ chức xã hội dân sự do chính người dân thành lập và tự nguyện tham gia. Tuyên bố của họ như thế. Thì đây là một trong những mục đích để đám dân chủ đưa ra bản tuyên bố để nhấn mạnh tầm quan trọng của các tổ chức xã hội dân sự mà chúng tự lập để đánh bóng tên tuổi. Nhưng xin thưa rằng, tất cả các tổ chức xã hội dân chủ của đám rận chủ đều là những tổ chức thành lập trái quy định của pháp luật và hoạt động với mục đích làm tai sai cho đám cờ vàng hải ngoại, đi ngược lại lợi ích của đất nước, nên không thể nào được quần chúng ủng hộ được. Vì vậy, chúng luôn chỉ là những bóng ma trên quê hương Việt Nam mà thôi. Vì vậy, bản tuyên bố này chẳng hề có một giá trị nào ngoài việc khơi gợi hoạt động trong phong trào dân chủ đang ngày càng rêu rã mà thôi.